Lần trước giảng đến đoạn Định Tự Tại Vương Bồ Tát thưa hỏi Thế Tôn: Địa Tạng Bồ Tát, nhiều kiếp đến nay đã phát nguyện gì mà được Thế Tôn ân cần tán thán? Thỉnh Phật vì đại chúng khai thị. Thế Tôn nói với Định Tự Tại Vương Bồ Tát: trên thực tế thì Bồ Tát hỏi thay chúng ta. Đức Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát phải lắng nghe, tức là dạy chúng ta phải dùng tâm nghe pháp, lắng lòng lãnh hội. Phật nói nhiều kiếp xa xưa về trước, có một vị Phật hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Thọ mạng của Đức Phật là 6 vạn kiếp. Từ đây có thể biết chúng sanh trong thời đại đó nhất định phải tu thiện đoạn ác, nên mới cảm được quả báo thù thắng như vậy. Lúc Phật chưa xuất gia, Ngài là vua một nước nhỏ, cùng với vua một nước láng giềng là bạn thân. Cả hai vị vua này đều dùng thập thiện để cai trị quốc gia, dạy dân chúng và cả nước đoạn thập ác, tu thập thiện. Đương nhiên hai nước này đều quốc thái dân an, nhân dân đều rất hạnh phúc. Nhưng trừ hai nước này ra, những nơi khác không được như vậy. Chúng sanh tạo ác nghiệp rất nhiều. Lúc hai vị vua nhìn thấy cục diện của cả thế giới, họ bèn bàn tính làm thế nào để giúp đỡ nhân dân của các quốc gia ấy. Chúng ta giảng đến chỗ này, xin xem tiếp. Kỳ Lân quốc nội sở hữu nhân dân đa tạo chung ác, nhị dương nghị kế, quảng thiết phương tiện. Làm thế nào để cứu vãn thế vận? Hai vị quốc vương này họp lại thương lượng. Nhất vương phát nguyện, một vua phát nguyện tạo thành Phật đạo, đương độ thị bối, linh sử vô dư. Một vua phát nguyện vì chỉ có thành Phật mới có khả năng trọng độ chúng sanh. Nếu chẳng thành Phật, tuy có nguyện này, nguyện này trái ngược với tâm. Chúng ta thường nói tâm có dư nhưng sức chẳng đủ, vẫn chẳng có cách gì. Nên phát tâm cầu đạo muốn thành Phật. Nhất vương phát nguyện nhược bất tiên độ, tội khổ linh thị an lạc, đắc chí bồ đề, ngã chung vì nguyện thành Phật. Hai vị vua này phát nguyện chẳng giống nhau. Vị vua này phát nguyện chưa độ mình, độ chúng sanh trước. Đây là Bồ Tát phát tâm, chẳng vì mình, vì kẻ khác.
chúng ta nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của đoạn kinh này. Chúng ta có thể phát nguyện chẳng độ mình mà độ chúng sanh trước hay không? Nếu thật sự phát nguyện này, hết thảy đều vì chúng sanh, hết thảy vì Phật pháp, đích thật chẳng có ta. Ta và cái của ta đều đoạn dứt hết. Như vậy thì được, vậy thì không có vấn đề. Nếu vẫn còn nhân ngã, thì phi được mất, vậy thì không được. Nói cách khác, bạn sẽ chẳng thoát ra khỏi lục đạo. Phạm là con người mà nếu chưa thể thoát ly lục đạo thì nhất định phải giác ngộ. Từ vô thị kiếp đến nay, chúng ta tích lũy bao nhiêu tội nghiệp, đây là sự thật. Tội nghiệp chẳng phải chỉ tạo trong đời này mà thôi, tội nghiệp còn tích lũy từ rất nhiều đời, nhiều kiếp đến nay. Lẽ đâu chẳng đọa ác đạo cho được? Bạn nhất định sẽ bị đọa lạc. Lúc đọa lạc trong tam ác đạo, bạn lấy gì để độ chúng sanh? Thế nên chư vị phải biết, nhất định phải chứng được quả A-la-hán trở lên mới có thể nói tôi độ chúng sanh trước. Chúng sanh chẳng thành Phật thì tôi không thành Phật. Mức tối thiểu là quả A-la-hán, thoát ly lục đạo luân hồi. Vào trong lục đạo chỉ là thị hiện giúp đỡ chúng sanh, cho đến khi mình thành Phật vẫn còn một thời gian dài. Mình cứ thông thả độ chúng sanh trước, như vậy thì được. Tự mình phải có bản lãnh mới được. Nếu chẳng có bản lãnh mà phát nguyện này thì cũng như không nguyện. Thế nên ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, muôn vàn xin đừng hiểu lầm. Phương pháp thù thắng nhất đối với chúng ta, do vì nghiệp chướng tập khí của chúng ta quá nặng, ngay cả một phẩm phiền não chúng ta cũng chẳng có năng lực đoạn được. Cho nên phương pháp hay nhất là phát tâm cầu sanh tịnh độ. Nói thật ra, nếu chúng ta muốn tự mình tu hành chứng được quả A-la-hán, không có đơn giản đâu. Làm chẳng nổi, nhưng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì người người đều có thể làm được. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới có phải liền thành Phật không? Không phải. Một phẩm phiền não còn chưa đoạn, người vãng sanh đến phàm thánh đồng cư độ phiền não chưa đoạn, nhưng được bổn nguyện quay thần của A Di Đà Phật gia trì, cộng thêm thiện lực của mình, tự mình phải có nguyện tâm, có một chút thiện lực, cùng chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao, đến lúc ấy thì được. Tôi chẳng cần thành Phật gấp, do tôi nóng lòng muốn độ chúng sanh trước nên học theo Địa Tạng Bồ Tát. Đó là vốn liếng của bạn. Bạn được bổn nguyện quay thần của A Di Đà Phật gia trì thì có thể đến mười phương thế giới. Nên dùng thân gì độ quá thì thị hiện thân ấy. Địa Tạng Bồ Tát cũng vậy. Tôi đã kể chuyện vợ ông Châu Ban Đạo gặp Địa Tạng Bồ Tát mang hình tướng tỳ kheo xuất gia. Nên dùng thân gì để độ bèn thị hiện thân đó? Cần dùng thân Phật để độ, Địa Tạng Bồ Tát cũng có thể thị hiện tám tướng thành đạo, cũng có thể thị hiện dùng thân Phật. Cho nên điểm này chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng, buông vàng xin đừng hiểu lầm. Ở Đài Loan chúng tôi đã từng thấy một số pháp sư phát tâm rất lớn.
nguyện chẳng thành Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp ở thế gian này làm pháp sư độ chúng sanh. Tướng trạng của họ lúc bất chẳng được tốt. Nói thật ra, chẳng sánh bằng một người cư sĩ tại gia niệm Phật, người niệm Phật. Đã nhiều năm nay, những tướng lành của cư sĩ tại gia niệm Phật giảng sanh, có người chẳng mang bình, biết trước thời giờ ra đi, đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh quá nhiều. Trong số pháp sư xuất gia, một người cũng chẳng được. Chuyện này bạn không thể hiểu lầm. Họ đích thật có năng lực. Lúc còn làm vua, đây chỉ là thị hiện. Họ vốn là thân phận gì chúng ta không biết. Phật kể lại chuyện của hai vị vua này. Phật cáo Định Từ Đại Dương, Nhất Dương phát nguyện tạo thành Phật giả, tức Nhất Thiết Trí thành tựu Như Lai Thị. Nhất Dương phát nguyện vĩnh độ tội khổ chúng sanh, vì nguyện thành Phật giả, tức Địa Tạng Bồ Tát Thị. Địa Tạng Bồ Tát từ lũy kiếp đến nay luôn luôn phát nguyện. Nguyện tâm ấy vĩnh viễn chẳng thoái thất. Rất đáng cho chúng ta noi theo. Thế nên chúng ta thật sự muốn phát tâm thì phải học theo Địa Tạng Bồ Tát. Những Bồ Tát khác chẳng thể sánh bằng công đức thù thắng của Địa Tạng Bồ Tát. Trong kinh này Phật nói, trừ Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm Bồ Tát, những Bồ Tát khác đều chẳng thể sánh bằng. Cho dù xét trên tâm nguyện thì Địa Tạng Bồ Tát hơn hẳn những Đại Bồ Tát như Quán Âm, Văn Thù, Phổ Hiền. Nhưng trong Đại Thừa Phật Pháp, do chúng ta được tiếp xúc đã lâu rồi thì biết, hết thảy nguyện tâm của Bồ Tát chính là trí huệ đức năng trong tự tánh của chính mình. Nguyện tâm của mình giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này đặc biệt mạnh mẽ. Nói rõ pháp môn Địa Tạng thù thắng nhất trong hết thảy Bồ Tát Pháp. Đạo lý là ở chỗ này. Đặc biệt là hiện nay chúng ta thấy thế giới trước mắt, chúng sanh khổ nạn vô biên, vẫn không ngừng tạo tội nặng như cũ, chẳng biết quay về, mê mất tự tánh, khởi tâm động niệm không gì chẳng là tội, đều vì mình, vì lợi ích cá nhân, chẳng màng đến sự an toàn của xã hội. Cho dù học Phật nhưng chẳng đoạn nổi tập khí tự tư tự lợi. Chẳng chống nổi sự dụ hoặc của cảnh giới bên ngoài. Bên ngoài vừa dụ hoặc thì bên trong phiền não lập tức khởi lên. Phật pháp gì cũng quên ráo rọi. Người học Phật còn như vậy, huống hồ là người chẳng học Phật. Thế nên thật ra ngày nay chúng ta nói nhất định phải noi gương Địa Tạng Bồ Tát, nên tuyên dương pháp môn Địa Tạng Bồ Tát. Nhất định phải bắt đầu từ bản thân mình, đoạn hết thảy điều ác, tu hết thảy điều thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu tâm nguyện của chúng ta khẩn thiết,
trước lúc sanh tịnh độ cũng được A Di Đà Phật và hết thảy chư Phật Như Lai gia trì, làm cho chúng ta tiêu tài chứng, diệt tội, tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng khả năng, có thể giảng kinh này được hoàn hảo, làm cho đại chúng thích nghe, sinh tâm hoan hỷ, hoan hỷ y giáo phụng hành. Trí huệ năng lực này chẳng phải của mình, mà do Phật lực gia trì. Phàm phu nghiệp chứng sâu dày như chúng ta làm sao có khả năng này. Cho dù được chư Phật Như Lai gia trì, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, tự mình càng phải hân hạnh hơn, hết lòng nỗ lực hơn, đừng phụ lòng chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Phải làm cho hoàn hảo, đúng như pháp và viên mãn hơn nữa. Chúng ta học theo những phương hướng này thì sẽ không sai. Sau đây Thế Tôn lại kể thêm một chuyện lúc Địa Tạng Bồ Tát còn tu nhân. Xin xem kinh. Phật ư quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, thời gian này càng nói càng xa. Hữu Phật xuất thế, danh thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, kỳ Phật thọ mạng tứ thập kiếp. Chúng ta xét từ thọ mạng, liền biết người thời ấy thực sự là chẳng thể nghĩ bàn. Phía trước chúng ta thấy thọ mạng 6 vạn kiếp, chỗ này thì 40 kiếp đều tính bằng kiếp. Quay lại thử nghĩ về nhân gian chúng ta hiện nay, tuổi người trường thọ chẳng vượt hơn 100 tuổi. Số người chưa đến 50 tuổi bèn mất rất nhiều, quá nhiều. Nếu mỗi ngày chư vị xem những cáo phó đăng trên báo chí, người chưa đến 50 tuổi đã mất chẳng phải chỉ là phân nửa thôi đâu. Người xưa nói nhân sanh thất thập cổ lai hy đã là rất ít rồi. Hết thảy phước báo dùng thọ mạng để hiển thị. Bạn thấy thọ mạng của chúng sanh dài, thọ mạng của Phật cũng giống như thọ mạng của chúng sanh. Ngài thị hiện nhất định phải thọ bằng người thời đó, chẳng đặc biệt hơn. Bèn biết thời đại ấy trí huệ đức hạnh của chúng sanh thời ấy cảm được phước báo bao lớn. Trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta có thể lãnh hội điều này rất sâu sắc. Y bảo chánh báo trang nghiêm từ tâm tánh biến hiện nên, tâm địa lương thiện hiện ra cảnh giới tốt, cảnh giới thiện thù thắng. Tâm tánh chúng sanh chẳng thiện, tạo tác ác nghiệp, thì hoàn cảnh y báo của chúng ta sẽ suy thoái. Làm cho chúng ta cảm thấy thế gian này chẳng đáng lưu luyến, chẳng có nơi nào có thể làm cho người ta sanh tâm hoan hỷ. Truy tìm nguyên nhân căn bản, tức là
duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, tự làm tự chịu, làm sao có thể trách người khác được? Xin xem kinh văn: Tượng pháp chi trung, hữu nhất là hán phước độ chúng sanh. Trong thời tượng pháp của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, nghĩa là Đức Phật đã nhập Niết Bàn, chẳng còn trụ trên thế gian nữa. Pháp vận của hết thảy chư Phật đều có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Thọ mạng của Phật dài, đương nhiên pháp vận của Ngài cũng dài. Thời tượng pháp là thời đại tháp tự kiên cố. Nhân thứ giáo hóa, ngộ nhất nữ nhân, tự viết quang mục, thiết thực cúng dường. Trong thời tượng pháp, trong chùa chỉ khắc tạo hình tượng của Phật. Hình tượng của Phật có thể giáo hóa hết thảy chúng sinh, cho nên công đức của việc tạo tượng rất lớn. Tuy có những cơ sở vật chất này, nhưng nếu chẳng có thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp, một số người nhìn thấy chùa tháp hình tượng Phật Bồ Tát, tuy đã trồng thiện căn, nhưng thiện căn chẳng thể thành thục ngay trong đời này. Mắt của bạn nhìn thấy tượng Phật, tai nghe được danh hiệu của Phật Bồ Tát, một phen lọt vào tai thì vĩnh viễn sẽ là hạt giống đạo. Trong đời này họ chẳng biết tu hành, tâm nguyện và lòng tin chẳng phát nổi, nhưng hạt giống này đã được trồng xuống, hạt giống kim cang vĩnh viễn sẽ chẳng hư hoại. Nếu muốn hạt giống này thành thục sớm hơn, thì phải có thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp. Họ thấy tượng, biết ý nghĩa của tượng, nghe danh hiệu, biết được ý nghĩa của danh hiệu, khởi lên lòng tin chân thật, thanh tịnh, phát lên nguyện hạnh giống Phật, thì đời này họ sẽ thành tựu. Công đức sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Nếu chẳng gặp thiện tri thức, chỉ nghe danh hiệu, nhìn thấy tượng, chẳng hiểu nghĩa kinh, chẳng thể phát tâm tu hành, lợi ích họ đạt được sẽ rất có hạn. Tuy có hạn, nói thực ra cũng chẳng thể nghĩ bàn. Cô Quang Mục bày phẩm vật cúng trước tượng Phật trong chùa. Là hạng vẫn trì dục nguyện hà đẳng. Trong thời tượng pháp có một vị La Hán. La Hán là một người xuất gia. Đây là một thiện tri thức trụ trong chùa độ hóa chúng sanh. Cô Quang Mục là một tín đồ trong chùa. Hôm nay cô đến cúng Phật. La Hán hỏi cô: hôm nay cô đến thiết trai cúng dường, muốn cầu việc gì?
Quang Mục đáp ngôn: ngã dĩ mẫu dông chi nhật tư phước cứu bạc, vị tri ngã mẫu sanh xứ hạ thú. Quả thật cô đến là có mục đích. Đúng như ngạn ngữ có câu: vô sự chẳng đến điện Tam Bảo. Cô đến chùa lại Phật chắc chắn là trong tâm có mong cầu. Việc cô mong cầu cũng rất tốt. Má cô đã qua đời nên cô thiết trai để siêu độ. Pháp sư hỏi, trong tâm cô rất muốn biết má cô đang ở đâu, hiện nay thác sanh vào chúng nào. Hà thú tức là cõi nào trong lục đạo. Do đó người làm con sau khi cha mẹ mất đi thường lo nghĩ về việc này, niệm niệm chẳng quên, đây là hiếu thảo. Thường có tâm nguyện làm thế nào để giúp đỡ người thân đã mất. La Hán mẫn chi di nhập định quán, kiến Quang Mục nữ mẫu đọa tại ác thú thọ cực đại khổ. Mẹ cô đọa vào địa ngục. Chư vị ở đây nghĩ coi, La Hán vẫn phải nhập định mới có thể thấy. Nếu không nhập định thì chẳng thể thấy. Đây là người có công phu định lực còn thấp. Người có công phu định lực cao chẳng cần nhập định. Bạn vừa nói thì họ liền biết liền thấy. Sau khi xuất định, nói với cô cảnh giới ngài thấy trong định. Chứ gì phải biết tại sao lúc chưa nhập định thì chẳng thấy. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Lúc chưa nhập định thì tâm tán loạn. Tâm của La Hán thanh tịnh hơn tâm chúng ta rất nhiều. Chúng ta làm sao có thể sánh bằng? Công phu định lực của ngài là định bậc thứ 9. Tứ thiền bát định thăng lên bước kế là định bậc thứ 9. Công phu định lực sâu như vậy mà không nhập định cũng không được. Vẫn phải nhập định mới có thể nhìn thấy cảnh giới. Do đó mới biết tâm phàm phu chúng ta là tâm tạp loạn. Tạp là xen tạp. Loạn là chẳng định. Tâm như vậy sẽ tạo thành rất nhiều chướng ngại. Chướng ngại này là gì? Ngày nay khoa học gia gọi là thời không. Thời gian không gian nhiều chiều. Không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, 5 chiều, cho đến vô số chiều. Thời không vốn chỉ có một. Một này nhà Phật gọi là nhất chân pháp giới. Tại sao nhất chân pháp giới biến thành vô lượng pháp giới? Trong nhà Phật chúng ta gọi là pháp giới, tức là cái mà khoa học gia gọi là thời không nhiều chiều. Không gian 3 chiều là một giới hạn, không gian 4 chiều là một giới hạn, 5 chiều, 6 chiều, mỗi cái có một giới hạn khác nhau, gây chướng ngại. Ngày nay chúng ta chỉ có thể nhìn thấy, tiếp xúc đến không gian 3 chiều, còn 4 chiều, 5 chiều chúng ta không thể tiếp xúc tới.
Vô lượng vô biên pháp giới, chúng ta chỉ có thể tiếp xúc đến pháp giới người. Chúng ta thấy một phần trong pháp giới xuất sanh, còn một phần thì vẫn chẳng thấy. Chúng ta chỉ thấy một bộ phận nhỏ. Tại sao? Bộ phận xuất sanh này cũng cư trú trong không gian 3 chiều. Chúng ta có thể nhìn thấy. Nếu nó trụ ở không gian 4 chiều, 5 chiều thì chúng ta sẽ chẳng thấy. Là đạo lý như vậy. Còn nhập định, định là tâm thanh tịnh, tạm thời đè nén tâm tán loạn. Sau khi đè nén thì không gian của họ sẽ được mở rộng, sẽ đột phá. Định lực càng sâu thì không gian đột phá càng lớn. Định mức càng có thể đột phá 3 chiều, nhìn tới 4 chiều. Chúng ta nói người này có thần thông, có công năng khác thường. Công phu định lực cao hơn nữa thì có thể đột phá thêm 1 chiều, có thể nhìn thấy không gian 5 chiều. Là đạo lý như vậy. Hiện nay người Tây Phương có một cuốn sách bán rất dài, nói về những lời tiên đoán, gọi là Thánh Kinh Mật Mã. Có lẽ quý vị có người đã xem. Người viết cuốn sách này rất khách quan. Ông ta nói lời tiên đoán này, lời tiên đoán chính xác như vậy, và lại sách này là do người 3.000 năm trước viết. Ông ta khẳng định rằng chẳng phải là Thượng Đế. Ông ta nói nếu là Thượng Đế thì đáng lý phải có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng Thượng Đế không thể giải quyết vấn đề này, chỉ có thể nhắc nhở chúng ta rằng tai nạn này sẽ xảy ra. Do đó có thể biết tác giả chẳng phải là Thượng Đế. Vì thế ông ta suy đoán rằng cuốn sách ấy chắc chắn là do một người rất có trí huệ, có tâm từ bi viết ra. Cách nói này rất chính xác. Đầu óc của ông ta rất sáng suốt, chẳng mê tín. Có người hỏi tôi tại sao có thể nói chuyện 3.000 năm sau rõ ràng minh bạch như vậy được. Cổ Đức từng nói với chúng ta, lời tiên đoán có hai căn cứ. Trung Quốc cũng có không ít lời tiên đoán này. Trước kia, lúc lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam còn tại thế, chúng tôi cũng đã từng hỏi thầy. Thầy cũng nói giống như vậy. Thầy nói loại thứ nhất là số học, phần lớn là căn cứ vào lý số để suy đoán. Trung Quốc có rất nhiều lời tiên đoán là do số học suy đoán, căn nguyên của nó là kinh dịch. Kinh dịch là số học cao sâu, số học là mẹ của khoa học. Ở Trung Quốc rất thịnh hành những thứ coi bói, xem tướng đều căn cứ trên kinh dịch, căn cứ trên lý số. Nhưng lý số là gián tiếp, chẳng phải là trực tiếp. Nếu có một chút gì suy đoán chẳng đúng thì kết quả sẽ khác nhau. Nói cách khác, mức độ chính xác của nó có thể đạt đến 50, 60, 70%, chẳng hoàn toàn đúng. Tùy thuộc vào trình độ của người suy đoán mà sai khác như vậy. Nhưng nếu quan sát từ trong định thì hoàn toàn khác hẳn. Công phu định lực là cảnh giới hiện lượng, là họ đích thân nhìn thấy. Suy đoán thuộc về tỷ lượng, công phu định lực không thuộc về tỷ lượng. Cho nên người viết Thánh Kinh Mật Mã này dùng công phu định lực trong thiền định nhìn thấy. Trong thiền định có thể nhìn thấy chuyện 3.000 năm trước sau, không có gì kỳ lạ cả, chẳng có gì lạ lùng. Một ngày trên trời đau lợi bằng 100 năm ở cõi người chúng ta. Một tháng trên trời đau lợi bằng 3.000 năm ở nhân gian chúng ta.
Nếu cứ lên trên nữa thì càng dễ hơn. Một ngày ở cõi trời dạ ma bằng 200 năm ở cõi người. 3.000 năm chỉ là 15 ngày. Lên cõi trời đâu xuất, một ngày ở trời đâu xuất bằng nhân gian 400 năm. Do đó có thể biết, nếu muốn đến cõi trời thứ sáu ở dục giới thì 3.000 năm chẳng bằng một ngày của họ. Chuyện một ngày thì làm sao họ không biết rõ ràng được? Dĩ nhiên là sẽ rõ ràng. Cho nên người viết sách này, theo sự quan sát trong nhà Phật của chúng ta, thì ông ta có công phu định lực. Công phu định lực có thể đột phá giới hạn của thời gian. Khoa học gia hiện nay hiểu được đạo lý này, họ thừa nhận, khẳng định. Nhưng hiện nay họ còn chưa tìm ra phương pháp làm thế nào có thể đi vào đường hầm thời gian của họ, làm thế nào có thể đi vào tương lai hoặc đi về quá khứ. Họ hiểu trên lý luận có thể làm được, nhưng hiện nay vẫn chưa tìm được kỹ thuật. Họ chẳng biết trong Phật pháp cổ xưa, thiền định chính là kỹ thuật này. Khi bạn nhập vào thiền định rất sâu thì có thể đi trở về quá khứ và cũng có thể đi vào tương lai. Thánh kinh Mật Mã là như vậy, cho nên mức chính xác của nó là 100%. Câu thế này có thể thay đổi hay không? Có thể. Cách nói này của ông ta rất trung thực, khẳng định tai nạn có thể hóa giải. Dùng phương pháp gì để hóa giải? Dùng tâm người, nhân tâm có thể hướng thiện thì tai nạn này sẽ hóa giải. Có thể thấy ông ta cũng nhận định tâm hành thiện ác chính là mấu chốt để thay đổi hết thảy kiết thuộc hòa phước trên thế gian. Cách nói này rất chính xác. Hiện nay cuốn sách này lưu hành rất rộng trên thế giới, có rất nhiều bản dịch dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi cũng thấy bản dịch chữ Trung Hoa tại Đài Loan, rất đáng để chúng ta cảnh giác. Chúng ta muốn cứu mình, cứu xã hội, cứu hết thảy chúng sanh, nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Và lại giáo dục đoạn ác tu thiện chẳng gì hơn kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Cho nên Thế Tôn ở hội giảng kinh tại cung trời Đao Lợi này trao trọng trách giáo hóa chúng sanh trong đoạn thời gian dài đăng đẳng sau thời mạt pháp, cho đến lúc Phật Di Lặc ra đời, cho Địa Tạng Bồ Tát là chính xác vậy. Chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định Địa Tạng Bồ Tát chủ trì việc giáo hóa. Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Di Lặc sẽ hỗ trợ Địa Tạng Bồ Tát. Giống như trong việc dạy học, Địa Tạng Bồ Tát là hiệu trưởng. Lúc Phật chẳng tại thế thì Ngài đại diện cho Phật. Hết thảy các Bồ Tát đến hỗ trợ Địa Tạng Bồ Tát, giúp đỡ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khổ nạn. La Hán nhập định, trong định đột phá giới hạn của không gian và thời gian. Ngài đã thấy địa ngục, thấy mẹ của cô Quan Mục đang thọ khổ trong địa ngục, chịu khổ cùng cực. Sau khi xuất định, bèn
La Hán vấn Quan Mục Ngôn: Nhữ mẫu tài sanh tác hà hành nghiệp, kim tài ác thú thọ cực đại khổ. Hỏi cô Quan Mục, lúc mẹ cô còn sống làm nghề gì? Hiện nay bà đang đọa địa ngục rất khổ. Quan Mục đáp ngục, cô Quan Mục thành thật trả lời, nói rõ ra. Ngã mẫu sở tập, tập là tập tánh đều ưa thích, duy hảo thực đạm ngư biết chi thuộc, ngày nay gọi là hải sản. Bà ta rất thích ăn đồ biển. Sở thực ngư biết đa thực kỳ tử, đặc biệt thích ăn những thứ này, hoặc sao hoặc chữ. Tứ tình thực đạm, kế kỳ mạng số thiên dạng phục bồi, tôn giả từ mẫn như hà ai cứu. Ngày nay trong sự ăn uống chúng ta nói ăn thịt chẳng có tội, nói vậy có lý không? Nhất định phải giác ngộ. Thế nên đọc kinh này xong, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì làm sao dám ăn thịt chúng sanh? Đặc biệt là thích ăn trứng cá, thích ăn con cá. Một chén thông thường như vậy có bao nhiêu sinh mạng? Bạn nói sát nghiệp này nặng bao nhiêu? Quán thù những chúng sanh bị giết hại này sâu dày bao nhiêu? Chúng nó tình nguyện để cho bạn ăn sao? Nếu nói là chúng nó cam tâm tình nguyện lấy thịt này cúng dường cho bạn, thì nó là Bồ Tát, nó giác ngộ rồi, chẳng còn là chúng sanh nữa. Nếu là chúng sanh, thì lúc bạn đi bắt nó, bạn thử quan sát xem, nó dùng dãy, chẳng cam tâm để bạn bắt. Lúc bạn muốn làm thịt heo, bạn kêu con heo lại, nó muốn làm thịt nó để ăn coi con heo có ngoan ngoãn cho bạn làm thịt không. Vừa nhìn thấy con dao là nó sợ hết hồn, mau mau chạy trốn rồi. Nó biết bạn muốn làm thịt nó, nó bị bạn bắt, bị bạn giết, là vì nó chẳng có sức phản kháng. Bạn biết lòng căm hận này sâu lắm hay không? Kết quán thành thù. Người ta chẳng phải chỉ có đời này mà thôi, còn đời sau nữa. Xuất sanh cũng có đời sau. Khi cơ duyên thành thục thì có lý nào không báo thù cho được? Chiến tranh trên thế gian này từ đâu mà có? Phật dạy đều là từ sát sanh ăn thịt mà ra. Đức Phật đã từng nói, muốn thế gian này vĩnh viễn không còn kiếp đao binh, chẳng có chiến tranh, thì trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Nếu chúng sanh không ăn thịt thì chiến tranh và tai nạn trên thế gian này sẽ chẳng còn nữa. Nói cách khác, chúng sanh trên thế gian này còn ăn thịt thì kiếp đao binh tuyệt chẳng thể tránh khỏi. Tại sao hiện nay mỗi lần chiến tranh xảy ra đều tàn khốc hơn trước?
quán nghiệp tích lũy quá sâu dày. Chỉ dùng trí nhớ của chúng ta để nói những hiện tượng người chết thảm khốc trong Thế chiến thứ nhất và thứ nhì. Thế chiến thứ nhất còn nhẹ, lần thứ nhì nặng hơn nhiều. Chiến tranh nguyên tử thứ ba sẽ thê thảm hơn nữa. Lời Phật dạy rất có lý. Ngày nay chúng ta tạo tội nghiệp cũng giống như mẹ cô Quan Mục vậy, tứ tình thực đạt. Mặc sức phóng túng, mạnh ăn hiếp yếu, chịu sao nổi. Cho nên kế kỳ mạng số thiên vạn phúc bộ, cả đời bà giết loài vật ăn thịt nào phải chỉ một ngàn một vạn sinh mạng thôi đâu, còn gấp nhiều lần như vậy. Đây là tội nghiệp bà đã tạo. Hai câu sau là mong cầu pháp sư làm sao cứu giúp bà. Tôn giả Từ Mẫn, tôn giả tức là ngày nay chúng ta thường gọi là tôn kính. Pháp sư tôn kính là hán tôn kính. Xin ngài giúp đỡ, xin ngài tìm cách cứu mẹ cô. Là hán Mẫn Chi, Di Tác Phương Tiện, là hán thấy cô là người con có hiếu, rất thương xót dạy cô, khuyến quan một ngôn, nhữ khả chí thành, niệm thanh tịnh liên qua một Như Lai, chim tố họa hình tượng, tồn vong hoạch báo. Câu này quan trọng ở ba chữ chí thành niệm. Dùng tâm chân thành để niệm Phật. Trong kinh này chúng ta thấy cách tiêu trừ tội nghiệp cực nặng. Độ tội báo khổ nhất, đều dạy pháp môn niệm Phật. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tại sao trong kinh chẳng dạy cô niệm A-di-đà Phật? Lời Phật thuyết pháp đều là chân ngữ, thật ngữ, lời đúng như thật. Ở đây chúng ta có thể thấy đây là vô lượng kiếp về trước. Đức Phật xuất hiện ở thế gian, đó là thanh tịnh liên qua một Như Lai, là bổn sư của họ. Là hắn khuyên cô niệm đức bổn sư, tạo hình tượng của Phật. Thì phước này sẽ lớn lắm. Tồn vong hoạch báo, tồn là kẻ còn sống, chỉ cô Quan Mục. Cô còn sống, cô tu phước, cô sẽ được phước báo. Vong là kẻ đã mất, chỉ mẹ cô. Mẹ cô cũng được phước báo, dạy cô làm việc này. Đương nhiên là hắn giảng kinh thuyết pháp cho cô. Nói rõ những đạo lý
và chân tướng sự thật này. Văn tự trong kinh điển được giảng lược, chúng ta nhất định phải hiểu. Quang mục văn dĩ, tức xả sở ái, tâm hòa Phật tượng, nhi cúng dường chi, phục cung kính tâm bi khắp chim lễ. Cô quang mục y giáo phụng hành, xả sở ái. Sở ái là tài vật mình ưa thích, phải dùng tài sản của chính cô để tạo tượng. Dùng lại tạo tượng. Hiện nay tạo tượng dễ dàng hơn thời xưa rất nhiều. Thời xưa tạo tượng, chứ gì phải biết hoàn toàn là đồ thủ công nghệ. Làm rất chậm. Điêu khắc phải dùng thời gian rất dài mới có thể làm thành một tượng hoàn hảo. Ngay cả việc vẽ tượng cũng chẳng dễ. Vẽ một tượng Phật cũng cần rất nhiều ngày. Đây là việc chúng ta đều biết. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, tạo tượng Phật, điêu khắc tượng Phật có thể là mô hình trước. Ngày nay gọi là sản xuất hàng loạt, có thể cung cấp cho nhiều người thỉnh về cúng dường. Phước này càng lớn hơn nữa. Vẽ tượng hiện nay có thể dùng ấn loát, có thể vẽ một bức hình Phật Bồ Tát thật trang nghiêm. Sau đó in cả vạn tấm. Mấy trăm ngàn, mấy triệu tấm, thậm chí mấy chục triệu tấm cho đại chúng cúng dường. Thế nên người hiện đại tu phước dễ dàng hơn người xưa nhiều. Người hiện nay tạo nghiệp cũng dễ hơn thời xưa, nhưng tu phước cũng dễ. Đây là lời kinh Địa Tạng nói. Chúng sinh ở Diêm Phù Đề tuy tạo tội nghiệp rất dễ, nhưng họ cũng dễ quay về. Thật sự có người khuyên họ, nói rõ cho họ nghe, họ quay về rất nhanh. Trong hết thảy chúng Bồ Tát, chẳng có ai thù thắng hơn Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát ứng hóa ở thế gian chúng ta tại Cửu Hoa Sơn. Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa tại Phổ Đà Sơn. Đối với người Trung Quốc, chúng ta có duyên phận đặc biệt. Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh Khoa Chú, của Thanh Liên Pháp Sư thời vua Khang Hy, vô cùng hoàn hảo. Tuy văn tự sâu một chút, đối với người hiện nay mà nói, thật ra cũng rất tiện lợi cho chúng ta học quốc văn. Chúng ta xem chú giải kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này như sách học quốc văn.
vậy thì không tốt sao? Nếu sau này chúng ta có duyên phận kiếm được thời gian giảng tường tận cuốn chú giải này một lần, giống như giảng quốc văn vậy, làm cho chúng ta đối với văn tự, văn học Trung Quốc có thể nâng cao trình độ thêm. Đối với nội dung của kinh này có thể đi sâu thêm, nhận thức thấu triệt hơn. Đối với đời sống, việc làm, đối xử đãi người tiếp dẫn chắc chắn sẽ có lợi ích lớn hơn nữa. Như lời nói trong kinh là công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn.